Chồng chủ trọ phải không? Thank you.
tình huống bạn đây. Thì anh xin xét luôn về phần này để cho nó gọn luôn nhé, để các bạn để anh không nhớ mà. Trước tiên thì đầu tiên em là người mới đầu vỡ ngỡ, thì em cũng khái quát qua được một số vấn đề, nhưng mà em để chú ý một số tiểu tiết. Tức là gì? Tức là khi người ta nói là nhà các bé mà ở không đủ ấy, thì tức là không thể nào mà cho thuê được, thì em vận động nữa thì cũng chỉ đến thế thôi. Và khi người ta lại cáu thì em thể dặn vâng chào bác ạ, cảm ơn ạ, đúng không, chúng ta phải đi nhà khác, đừng mất thời gian, đúng không ạ? Đây là một tình huống mô phỏng thôi, cũng tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Không, nhưng mà đây chúng ta mô phỏng các bạn, đây chẳng may chúng ta gặp trường hợp thế thì chúng ta có cách ứng biến, chúng ta cách xử lý, đúng không ạ? Không thể không có, tôi chưa gặp thôi chứ không phải là không có, đúng không ạ? Có người còn ghê hơn kia. Rồi xin bạn tên là gì nhỉ? Rồi ạ, xin mời tình huống tiếp theo ạ. Xin mời tình huống tiếp theo ạ. Ngõ tôi ở bia nhé, xong vào ngõ ấy, xin đừng đi sống phát nhà trèo tường như kiểu ô không phi thân. Rồi, xin mời các bạn. Quá hạnh nhà mà. Ôi đồi. Nhà bác thì con trai bác nó cũng là sinh viên tình nguyện, hè nào nó toàn đeo đội đen của nhà nó đi cháu ạ. Nhà bác thì không nhiều, điều hòa không có, nhưng chung là cũng chỉ có chỗ nằm thôi. Thì bác cho 5 đến 6 trường hợp là ở miễn phí. Dạ, còn lại? Còn ăn uống thì thôi bác đãi bữa cơm đặng bạc và trước kỳ thi. Vâng, thế bác không? Vâng, thế được, tốt quá. Bác cháu bác cần biết thông tin này. Vâng. Thông tin bác là lò con son. Vâng, đây là địa chỉ số 2 cháu. Đây là 1900106. Đã có 6 phòng miễn phí. 6 người cháu ạ. 6 người đấy. 6 người. 6 người là miễn phí. Miễn phí nhà bác cứ như thế thôi. Cái nhỏ trong phố của cháu. Tạo được tiền lắm ở đây. Thế là tốt lắm, bác mai nó đi thì không còn chỗ nữa. Và thế về điều kiện vật chất mình có đủ chiều với quả. Các bạn đảm bảo yêu cầu cơ bản cháu ạ. Nhà mình có tính tiền điện nước. Tính tiền điện nước cho các sinh viên. Các bạn lúc ký đổi cháu. Vâng, cảm ơn bác, thì lát nữa cháu thì lát bác khi mà có sinh viên cầu. Rồi, cảm ơn cháu nhé, rồi đi bác ra. Mình, một ruộng, cắt, mình.